chuyện nghe có vẻ rất khiêm tốn, nhưng thực ra trong xã hội chúng ta lại không có nhiều người đạt tới được mức độ nhận thức như vậy. Quá nhiều người vẫn đang sống một cuộc đời mà trong đó họ làm một công việc mình không thích, hoặc tiêu xài bằng số tiền mình không có, hoặc mua những thứ không thực sự cần, thể hiện với những người mình cũng không thích. Trong cuộc sống ấy, họ chỉ đang cố gắng chạy theo những vòng xoáy của xã hội và cũng chẳng hề hạnh phúc. Giống cá cần sống trong nước, chim trời phải được tung cánh bay. Khi một con người được sống và làm đúng với công đức của mình, họ cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ có điều, con người chúng ta cũng hỗn loạn và phức tạp hơn nhiều. Thứ gọi là thành tựu cũng có đến hàng chục lĩnh vực. Thế nên, trước khi được hạnh phúc, ai cũng phải trải qua một hành trình tìm kiếm bản thân để biết rằng trên đời này, thứ gì với mình là phù hợp, điều gì sẽ thực sự làm mình hạnh phúc. Với những người trẻ vẫn còn mù mịt về tương lai, hành trình đi tìm bản thân cũng gian nan như thể bước chân vào một chuyến đi bộ xuyên Việt. Trong tay không tiền, hành trang chỉ có hai bộ quần áo vậy. Rồi bạn sẽ bị lừa, rồi sẽ lúc nản chí, muốn bỏ cuộc. Sẽ có lúc đi vào nơi không hợp thổ nhưỡng, sốt cao nằm một chỗ nhiều ngày liền. Cũng có những lần trải qua một chuyện nguy hiểm đến tính mạng và về sau nhìn lại vẫn thấy sợ. Nhưng trong đó cũng sẽ có nhiều con người, nhiều cơ duyên hội ngộ mà sẽ trở thành một thứ ánh sáng giúp bạn soi chiếu con đường trên những tháng ngày về sau. Chuyện ấy gian nan cũng không khác gì hành trình đứng tăng cùng các đồ đệ đi tới Thiên Trúc Thỉnh Kinh cả. Nhưng nó cũng sẽ thay đổi và phát triển con người bạn rất nhiều. Hiểu bản thân sẽ cho bạn bản lĩnh để dám từ chối buông bỏ, cũng đồng thời cho bạn một thứ nghị lực dám phấn đấu vì mục tiêu cuộc đời mà ngoài kia không phải ai cũng gan lì và quyết liệt như vậy. Bạn càng hiểu rõ bản thân thì sẽ càng rõ điều gì sẽ làm cho mình hạnh phúc. Hiểu được chính mình thì mới có quyền lựa chọn, vì nếu không hiểu, bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời cũng sẽ làm bạn cảm thấy hoang mang và mất phương hướng. Bất cứ ai cũng có thể ép bạn làm một chuyện mà bạn cũng chẳng rõ được là có tốt cho mình hay không. If you don't stand for something, you'll fall for anything. Nếu không dám đấu tranh cho điều gì, tất cả mọi thứ đều sẽ đến gục được bạn. Thành viên của câu lạc bộ thư viện Lighthook nha. Xin chào mọi người, mình là Thùy Linh. Xin chào mọi người, mình là Châu Anh, thành viên của thư viện Lighthook. Chào mọi người, mình là Minh Nghĩa, thành viên của Lighthook. Một năm nữa lại qua đi, năm 2021 sắp đến rồi. Mình xin chúc tất cả mọi người có một năm mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. A few moments later. Năm mới đã đến thật gần. Tôi xin chúc các bạn và gia đình một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng, tràn ngập nhiều niềm vui. Và hãy nhớ, chúng ta còn phải giãn cách xã hội. Hãy đeo khẩu trang vào nhé. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đặc biệt là mấy đôi yêu nhau đừng có đi chơi nhá, phải giữ an toàn cho bản thân và gia đình. Chúng ta có thể gọi FaceTime ở nhà mà. Oh my God! Hôm nay đã là 29 tết rồi và chỉ 2 ngày nữa là chúng ta đã bước sang năm 2021. Thì mình quay clip này chỉ muốn chúc mọi người năm Tân Sửu thành công tấn tới, sức khỏe dồi dào, may mắn luôn mở cửa vào lời cái lửa trên môi nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình muốn gửi cho các bạn một lời chúc về năm mới. Chúc các bạn có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và những điều may mắn sẽ đến với tất cả các bạn. Và nếu như bạn nào mà chưa có người yêu thì đừng có buồn nha, tại vì mình cũng chưa có. Bị các bạn.
bố mẹ ở nhà thì cầm lớp ra luôn đi học. Yêu với đưa cái gì? Hả? Yêu với đưa cái gì? Ôi, má ốm rồi. Thì cũng chúc cho các bạn sinh năm 2003 như mình sẽ có một khí đi ạ. Thật là thuận lợi và đạt được kết quả mình mong muốn nhé. Đã đến rồi, gieo rắc ngàn hoa xuống.